Từ từ. Hello cả nhà nha. Ngày mới em xin chúc cả nhà thật là nhiều sức khỏe nha. Anh em lại tiếp tục đi săn bắt ong ruồi nha cả nhà. Nhưng mà hôm nay sáng sớm Còn nguyên cộng ba cộng cái đống mà thế kia. bắt bắt bất động sản gặp ổ mặt đầu tiên nha cả nhà. Mất nết rồi. Nói chuyện phun phẹt phẹt như dịch gì. Cả nhà xem clip thấy hay thì cho em xin một lượt like nha cả nhà. Để em có thêm động lực làm video nha cả nhà. Với lại một lượt đăng ký với lại một lượt chia sẻ nha cả nhà. Làm đuốc là thấy tới nơi cả nhà. Hello cả nhà. Chào cả nhà nha. Thì bữa đây hai anh em đi ăn rồi mà vô tình chạy ngang đây em thấy ố mặt nha. Còn mặt nói chung là cũng được lắm. Chúc cả nhà xem video vui vẻ nha. Để em đi ra đây em quay ổ mặt chỗ cả nhà coi. Đóng gần đường đó nha. Đen cả em ngồi sau em chạy vô á. Chạy vô em nhìn em chỉ em chỉ đen sẽ bắt cho mọi người. Bắt kêu rồi. Thì mọi người để em quay hỏi lại cho mọi người coi nha. Đó, mọi người đóng cao lắm mọi người. Mọi người có thấy không nữa, zoom hết cỡ luôn rồi, nó đóng cho cái lụm đó mọi người, cho lụm đó, cái cây cao quá mọi người không thấy được mọi người, ông đóng giờ nó đóng cũng trống, chạy về đường tút cái kêu khoảng nhìn được khoảng 200 mét là thấy mọi người, ở đó nó đóng cho cái lụm dây đó mọi người. Cái đống cây tràm mà trong nó có lùm dây nha, nó tối quá nên chắc mọi người không thấy được đâu. Rồi đấy, đen sang bắt làm cây đuốc dây không mọi người, leo cũng khó khăn nữa. Nếu mà chắc em nghĩ đen lên chỉnh nếu cắt thì quay cục mặt cho mọi người coi thôi chứ không quay được cái quá trình leo mọi người. Nào mọi người nhìn cái cây nè, cái cây đó đó, trên kia toàn là dây leo không à, dài lên tới cái ổ ong luôn. Nên nhiều khi em gắn cái cam vô nó bị máng, máng dây là nó tắt nữa. Đây đây bắt lên tới chảnh là nếu mà cắt cục mất các cái cục mặt được á, quay cho cả nhà coi. Rồi mọi người cùng theo chân đen sẽ bắt cho mọi người. Dạ, chân đó nè, chân đi chân lên. Là dép té nha cả nhà. Đi kiếm ông đùa nha cả nhà, chúng hai kiếm mặt nha. Mà vô tình thấy thôi ăn luôn cái chứ. Nghề săn ong mà không có ong gì mà chơi á, có ong nào bắt ong đó. Bắt ong đừng bắt bà nữa. Bắt bà tao bắt mày, giờ này bắt gì ăn. Tay giòn lắm, nhỏ con vậy chứ ghê, tay giòn khấy. Đây thì không biết có mặt ngoài chiều không biết mọi người. Luồn mới cả nhà ơi. Luồn mới leo đại luôn chứ không biết có mặt không nữa. Chung là hai anh em tự tìm luồn tự đi. Đó. Làm đuốc xong rồi mọi người. Giờ chuẩn bị lấy cái túi lưới chùm đầu. Chỗ lên trên nó nhảy nọc chứ. Ở đây tràm lớn thôi mọi người, hàng tràm này. Cây nào cây nấy toàn là bự bự không, không có cây nào nhỏ. Rồi em bấm dừng cho mọi người để đen lên chảnh ăn rồi mình nó quay cái cục mặt cho mọi người coi nha. Còn không được thì khó quay quá thì em cắt xuống lại quay thành quả luôn. Ổ ong ruồi đầu tiên của em này nha cả nhà, bất động sản mới vừa thấy nha cả nhà. Rồi, nó mặt ngon. Ngon. Bớt lắm. Chưa nồng. Ngon qua thì bằng thì nồng với đây dân dân thì lép nha cả nhà. Cái này em đổi xuống 11 nha cả nhà. Rồi chắc trên nó. Chắc
trên này chết rồi. Chết rồi. Ké nữa chứ, ổ non, ké dở tiền. Ổ non quá ha. Ủa già mà ké cái này ổ non ké cỡ nào nữa. Mặt này nha cả nhà. Đang chịu lép. Đang lép quá nha cả nhà. Con sáng gặp đen ổ nhỏ nữa nha cả nhà. Ơi quá bự luôn Nam ơi. Coi. Quá bự luôn kìa. Cái. Đây ngõ nhỏ rồi bên cái lầm kia ngõ bự nữa nha cả nhà. Lầm đó nha. Ủa, có được không? Ừ, ổ quá gạo luôn cả nhà. Ừ, tao nói nó vậy á. Bên kia ngõ nữa nha cả nhà. Ổ nhỏ nha, ổ này hơi lớn này nha cả nhà. Mặt ngon không? Ừ, mặt quá ngon cả nhà. Từ lắm. Căng chạc coi cả. Đó, cục mặt này nha cả nhà. Quá gạo luôn. Để bắt con sản cắt ra quay cho cả nhà coi nha. Thấy đấy. Con sản thấy bên đó ngổ nữa nha cả nhà. Ừ, mặt ra. Làm tấm ảnh thumbnail luôn. Xem tí, xem. Không, không, hạ xuống. Mì thì sát vô người miệng tí. Sát vô nó. Lấy bên này. Rồi, ok. Bức chân. Vậy gạo lộn, bức chân gì. Mặt nhìn như cầm cái này, tao qua tao cắt luôn. Bỏ lớn đi. Nhặt lên đi. Cầm đi. Mặt này nha cả nhà. Ba đã luôn cả nhà ơi. Có đông hả? Hả? Dắt vô luôn ấy rồi đi. Ổ đó mới đóng nha cả nhà. Để dắt vô rồi đi luôn nha cả nhà. Cục sản gặp đây ngõ nữa nha cả nhà. Khô chân luôn nha cả nhà. Vậy mà giá vậy. Kìa tao vô cắt không còn con nhậu. Ổ tơ thì ngon lắm nha cả nhà. Ổ này quá già trời. Hết con luôn. Còn hơi nặng này nha cả nhà. Rồi, giờ em ráp vô giỏ đi, có em quay cho cả nhà em xem tiếp nha. Bắt đồng sản gặp bên đen ổ nữa nha cả nhà. Chắc cái nhánh nó vô rồi biết vô. Hơi đầm tay đó. Này dày gạo rau khô vậy. Nó chầm tới muốn tới tàn luôn rồi nè. Mọc quá đã luôn cả nhà ơi. Rồi giờ hai anh em tranh thủ ráp vô đi tiếp nha cả nhà. Trong lùm này con nhỏ nữa nha cả nhà. Đóng này nha cả nhà. Tính làm như tao mà. Không được đâu. Cắt cái cây lớn nó luôn đi. Cắt cái này nè. Nhỏ cũng múc không được đó. Từ nó không đổ.
con già. 60 50 60 50 60 mà gặp còn một ngày hay gió vậy. Cũng được mà, quỷ đỡ hơn bữa mình đi lép không có mạt nhiều. Đây, bây giờ đi tiếp. Gặp tan ổ nữa nha mọi người. Đóng trên cái tre đây mọi người. Ở cái chỗ ôm chạy đó, ở chỗ tem đó. Ổ ôm này màu đen đó mọi người. Này cái thằng này nó cũng đen luôn nha, đó. Mà cao đỏ vậy thôi chứ tin bữa hôm qua thì nó cụ đen nha mọi người. Có người dục trăm rưỡi ở trên đống chạ thì nó không thấy nha cả nhà. À, ngày hôm qua em sót ổ mọi người, cứ chưa nắng mà em sót ổ nó chọc em riết nó dục trăm rưỡi trên đống chạ không thấy. Là bữa đây nó vô đây nãy nó vô trước em mọi người, cái lỗ này nè, đó nó chui vô đây, ông đóng trên đây à. Đó mà nó nhìn bên đây, nhìn bên kia. Nó chia như chia bài á, ông đóng trên đầu nó không thấy. Vô kia nó mới cắt đường ổ luôn mọi người. Dạ không còn một con luôn, mà còn được mớ mặt nửa ống luôn mọi người, cắt ra nè. Rồi phát hiện bên kia bức tường đó mọi người, ổ một mặt nữa mà sát nhà quá, thôi mang bỏ luôn mọi người. Đó giờ đang chuẩn bị lên nó làm việc của ông đó mọi người. Ê cha, kéo xuống đầu tao mấy bà rỉ. Tao lên kia tao cắt tao lâu vô mẹ cho lẻ. Đen nó chạy thấy khó mọi người, dễ nó chạy thấy khó, quỷ nó ghê thiệt. Tài lắm ổ bự ghê không, ổ này mình nếu mặt cũng được gần sĩ mọi người. Nó già, nó không còn một con luôn, nó còn có mấy con leo que bỏ đi luôn mọi người. Mặt 300 xuống tàn luôn, biết cỡ nào nè mấy cái lỗ ống này mọi người. Nó già còn hơn đen. Đen sáng bắt nó già cái này, ổ ông này nó còn già hơn nữa nha mọi người. Cắt gì để ông lấy cái này. Nằm ở nhánh này luôn. Đâu. Cắt lên ăn bà cho lẹ. Trời hôm nay ở mù nữa mọi người, chuẩn bị mưa nữa. Giống mình đang Vinh mình đang ổ chưa? Cục đèn của nó. Ừ. Trời thế này xong đang nó đang xong nha mọi người. Đó, đang xong nó đang xong mà thấu thuốc mê mới ngông. Vậy mà nó dám nói là đen sẵn ngắt đi không bao giờ mà sót mọi người, mà hôm nay nó bị em phát hiện này. Bị nó bự quá em không thấy nha cả nhà, bị bắp lục sản phát hiện em cả nhà. Bự quá này, tối bây giờ em phải quán triệt nó lại đi, nhìn ông vậy chết được. Già nữa. Già nữa mọi người. Mặt tức tạng. Cầm nè. Khoan. Cắt cái nhánh nhỏ trước đi Năm. Nhỏ nè. Đúng là mặt tức tạng thiệt chứ. Chưa. Rút ra. Ủa ông của em quá ngon nha mọi người. Già mà mặt quá đã luôn. Vậy mà nó bỏ, mà nó đi cắt ông bự không cạo cháo gì á. Mọi người nhìn cục mặt nè. Đó, nó sẽ ngon vậy không lắm, mà nó bỏ, bà rỉ nó ra. Tấu này giờ phải quán triệt lại. Bởi rồi. Kéo của đó còn bởi. Đi ra quẩy có sắp quá. Cái gì, cắt bỏ luôn vô bao luôn. Hả? Cắt bỏ vô bao luôn. Bao gì? Đâu đó? Vô bao luôn. Ừ, vô đó nè. Đi ra. Rồi, ra cả nhà. Cầm nó kia đi. Rồi đi đi ra bỏ vỏ đi tiếp mọi người. Trời này cũng quá, nghi quá. Rồi, mời mọi người đi theo chân em nha. Có bắt cậu khác thì quay tiếp. Còn bên ông Rùi hai anh em đi ngày nay nè nha cả nhà. Không được ba sĩ á nha. Đi vào đâu? Đi vào trong bó đuốc.
Rồi, hẹn cả nhà gặp lại clip sau nha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt cả nhà nha. Rồi, chào cả nhà nha cả nhà. Bye bye. Xin chào luôn, nói hết nổi rồi cả nhà ơi.